chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy. Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây trọn bộ linh kiện của điện thoại Samsung Galaxy Note 5 đã có mặt tại didongcaocap.vn. Hiện nay didongcaocap.vn đang địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của điện thoại Samsung Galaxy Note 5 hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có mọi loại linh kiện Samsung Galaxy Note 5 phụ quá trình sửa chữa thay mới khi cần. Từ màn hình cảm ứng, main, camera, máy ảnh, pin, loa mic rung chuông và trong loa ngoài, các phím volume âm lượng, phím nguồn, cụm cáp chân sạc, nói chung là tất cả mọi linh kiện của điện thoại Nokia Note, xin lỗi các bạn, của Samsung Galaxy Note 5 đều có sẵn tại didongcaocap.vn phụ quá trình sửa chữa thay mới khi cần. Khi khách hàng gặp có lỗi, sự cố, trục trặc liên quan đến điện thoại Samsung Galaxy Note 5, khách hàng có thể gọi điện thoại đường dây nóng 024-66-75099 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại didongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất quý vị các bạn cách phục các lỗi sự cố trên điện thoại Samsung Galaxy Note 5 mà quý hàng đang gặp phải. Tất cả mọi linh kiện phụ quá trình sửa chữa Samsung Galaxy Note 5 đều được chuẩn bị sẵn, có sẵn tại didongcaocap.vn phụ quá trình sửa chữa. Do đó, khi quý hàng gặp lỗi sự cố liên quan Note 5, quý hàng không phải chờ lâu, quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên sẽ tư vấn, tháo ra tư vấn, kiểm tra báo giá cụ thể với các bạn và khắc phục luôn tại chỗ với các bạn, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Trên video các bạn có thể thấy tất cả các linh kiện của Samsung Galaxy Note 5 đều thiết kế dạng module. Do đó việc thay thế sửa chữa khi cần rất là đơn giản. Đó. Tất cả mọi linh kiện đều tháo rời ra như này. Khi mà các cái linh kiện nó bị lỗi hỏng thì việc thay thế sửa chữa vô cùng đơn giản, chỉ cần tháo ra và thay thế thôi, không phải khò hàn, không phải làm một cái gì cả. Đó. Duy nhất là các cái sợi cáp kết nối các linh kiện, ví dụ như là loa trong này, cảm biến này, đó, màn hình này, cáp chân sạc này, cáp phía dưới là anten sóng, cụm sóng, cáp sóng chân sạc hay chân tai nghe, mic, đó, các bạn chú ý nó rất là mỏng, nó có khả năng bị đứt do khi mà chúng ta tháo lắp không cẩn thận, nó làm cho các cái chân tiếp xúc bị đứt rời ra là điều rất là nguy hiểm. Do đó hết sức cẩn thận. Hiện tại didongcaocap.vn gần như là có đầy đủ tất cả mọi cái phương án sửa chữa Samsung Galaxy Note 5, do chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả linh kiện phụ quá trình sửa chữa này, đầu tư thời gian, nghiên cứu công sức, đặc biệt đội ngũ kỹ thuật viên tại didongcaocap.vn nhiều năm gắn bó với sửa chữa điện thoại Samsung càng làm cho cái chất lượng sửa chữa điện thoại Samsung được nâng cao.
thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Samsung Galaxy Note 5, quý hàng vui lòng truy cập website www.chidongcao.vn. Còn liên hệ 024 66 75099, kỹ thuật viên tại Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại Di Động Cao Cấp.vn. Mọi thắc mắc quý khách hàng liên quan sản phẩm dịch vụ xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.